ta vào trong tình yêu của ngài, để dù bước trên con đường dài ta có chim mập và anh ngại chống gai chướng mãi cùng với trái vai, dù khó khăn bất kỳ ai ta vẫn không bao giờ sợ hãi, cuộc sống là chân thân ta đi quặng ngay cái thứ chân lý kỷ và bắt không chọn bằng ý chí, không làm bằng bất kỳ sự gì và không giữ dù mình điều chi, hãy luôn nhớ rằng chính Chúa đã cho ta ra đi. Hãy bước đến những vùng ngoài biên xa xôi, có những điều hiển nhiên mà tình yêu vẫn chưa hiện diện. Loan tin vui trước đồ trần gian, hy sinh thân để con người bình an, xua tan tội lỗi cho đau lòng thao. Cùng nhau bước ra đi, muôn dặm xa đang chờ chúng ta. Đồng lúa mênh mông thơm của hồng sinh tươi reo mới. Hành trang chúng ta mang là tình yêu trọn vẹn và Đức Kitô, nên đời nhân chứng ta truyền giao tin mừng muôn nơi. Anh em ơi hãy vững vàng bền tâm, hiên ngang trước những nẻo đường xa, phòng và thêm sát son niềm tin. Hãy phó thác cho là nguồn sự sống đưa ta đi, dẫu không hạn hiểm nguy lo chi, ngày sáng bước ta cùng đi. Muôn dặm xa đang chờ chúng ta, đồng lúa mênh mông thơm chùa hồng sinh tươi reo mới. Hành trang chúng ta mang là tình yêu trọn vẹn qua Đức Kitô, nên đời nhân chứng ta truyền giao tin mừng muôn nơi. Chúa gọi ta vào trong tình yêu của ngài, để dù bước trên con đường dài ta có chim mập và anh ngại chống gai chướng mãi cùng với trái vai, dù khó khăn bất kỳ ai ta vẫn không bao giờ sợ hãi, cuộc sống là chân thân ta đi quặng ngay cái thứ chân lý kỷ và bắt không chọn bằng ý chí, không làm bằng bất kỳ sự gì và không giữ được mình điều chi, hãy luôn nhớ rằng chính Chúa đã cho ta ra đi. Đi ra đi, ra đi. Let's go. Đến những vùng ngoài biên xa xôi, có những điều hiển nhiên mà tình yêu vẫn chưa hiện diện. Loan tin vui trước đồ trần gian, hy sinh thân để con người bình an, xua tan tội lỗi cho đau lòng thao. Cùng nhau bước ra đi, muôn dặm xa đang chờ chúng ta. Đồng lúa mênh mông thơm chùa hồng sinh tươi reo mới. Hành trang chúng ta mang là tình yêu trọn vẹn qua Đức Kitô, nên đời nhân chứng ta truyền giao tin mừng muôn nơi. Anh em ơi hãy vững vàng bền tâm, hiên ngang trước những nẻo đường xa, phòng và thêm sát son niềm tin. Hãy phó thác cho là nguồn sự sống đưa ta đi, dẫu không hạn hiểm nguy lo chi, ngày sáng bước ta cùng đi. Muôn dặm xa đang chờ chúng ta, đồng lúa mênh mông thơm chùa hồng sinh tươi reo mới. Hành trang chúng ta mang là tình yêu trọn vẹn qua Đức Kitô, nên đời nhân chứng ta truyền giao tin mừng muôn nơi. Cùng nhau bước ra đi, muôn dặm xa đang chờ chúng ta, đồng lúa mênh mông thơm chùa hồng sinh tươi reo mới. Hành trang chúng ta mang là tình yêu trọn vẹn qua Đức Kitô, nên đời nhân chứng ta truyền giao tin mừng muôn nơi. Nên đời nhân chứng ta truyền giao tin mừng muôn nơi.